Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà miền Bắc bước vào mùa hè thì cũng là lúc các thành phố lớn như là Hà Nội trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn. Một phần vì thời tiết nóng bức với nhiệt độ cao, phần khác đến từ hơi nóng hầm hập do hiệu ứng đô thị và đến từ sự tỏa nhiệt của những chiếc điều hòa. Và 2 ngày qua thực sự là những ngày khó chịu đầu tiên của mùa hè năm nay khi mà nhiệt độ ngoài trời thì lên tới 36-37 độ C. Vâng, và sử dụng điều hòa để tránh nóng đã trở thành một xu thế tất yếu của cuộc sống và cũng là nhu cầu thiết thực của mỗi gia đình. Và tiền điện cũng đã có sự khác biệt từ khi những chiếc máy làm mát này có mặt trong mỗi ngôi nhà. Có lẽ câu hỏi mà gia đình nào cũng đặt ra là làm sao để vừa sử dụng điều hòa nhưng lại vừa tiết kiệm được tối đa nhất tiền điện. Không biết là anh Lưu Phước có sáng kiến nào không? Sáng kiến thì chắc là tôi không có, bởi vì tôi cũng chỉ là thực hành theo những cái lời tư vấn của các chuyên gia mà thôi. Với tôi đơn giản thì đó chỉ là cách bật điều hòa không ở mức nhiệt độ quá quá thấp, ví dụ như là chỉ duy trì ở khoảng 26 hoặc là 27 độ và không bật liên tục suốt cả ngày đêm. 2 ngày nay thì tôi còn thấy nhiều gia đình đang chia sẻ nhau một cái cách làm tiết kiệm điện khi dùng điều hòa, đó là chuyển từ chế độ cool chúng ta vẫn thường xuyên dùng, tức là chế độ hơi lạnh, sang chế độ dry hút ẩm. Thực hư câu chuyện này thế nào thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây. Mẹo dùng điều hòa tiết kiệm điện những ngày đầu hè được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Thay vì để chế độ cool như cách làm từ trước đến nay mà nhiều gia đình vẫn áp dụng, thì chuyển sang để chế độ dry. Đấy, anh thấy không? Ngay khi đọc được thông tin này, anh Nguyễn Văn Tú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thử làm cho căn phòng của mình. Nếu thực sự mát và tiết kiệm điện thì sẽ rất tốt cho gia đình có con nhỏ như anh. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo hướng dẫn, anh đã cảm thấy thất vọng. Qua kiểm tra thực tế ở ngay tại thời điểm bây giờ thì là cái chế độ dry được 1-2 hôm nay ở trên mạng xã hội chia sẻ là không thể mát bằng cái chế độ cool mà gia đình chúng tôi vẫn và mọi người vẫn thường sử dụng. Khi điều chỉnh, chiếc điều hòa đang phả hơi lạnh bỗng dưng không còn mát. Căn phòng chưa đầy 10 mét vuông lại nóng như bình thường và cũng chẳng mát giống như trong tủ lạnh theo mẹo chia sẻ. Một thợ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh cho biết, chế độ dry có thể giúp tiết kiệm điện nhưng không thể làm lạnh căn phòng như chế độ cool. Khi độ ẩm trong phòng cao thì độ nóng của căn phòng cũng cao. Sử dụng chế độ dry chính là giống như vận hành một chiếc quạt ở chế độ thấp. Máy nén giúp cho hệ thống có quá trình ngưng nghỉ. Hệ thống làm lạnh cũng được vận hành gián đoạn tuần hoàn để giữ nhiệt độ ổn định và giảm độ nóng, chứ không hoạt động liên tục như để chế độ cool, nên được xem là tiết kiệm hơn. Tiết kiệm điện thì có, nhưng mà không hẳn là đã mát, nên khó có thể khuyến khích được nhiều người áp dụng theo mẹo vặt này. Vâng, có thể lý giải thêm một chút ra khi hoạt động ở chế độ cool thì điều hòa lấy nhiệt nóng từ trong phòng của chúng ta để đẩy qua cục nóng để ra bên ngoài, làm giảm nhiệt độ ở trong phòng và không khí sẽ trở nên mát hơn. Còn điện năng tiêu thụ đương nhiên là sẽ nhiều. Còn ở chế độ dry thì điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng và trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn. Chế độ này thì đương nhiên sẽ tiêu thụ điện năng ít hơn là chế độ làm mát. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng mà độ ẩm thấp thì việc sử dụng chế độ dry sẽ không có ý nghĩa gì mấy bởi nó không có chức năng làm giảm nhiệt độ, khiến cho không khí trong phòng thì vẫn nóng, vẫn khó chịu và khi đó thì lựa chọn duy nhất và tốt nhất vẫn là làm mát bằng chế độ cool. Vâng, và các chuyên gia thì cũng khuyên rằng là nên để nhiệt độ chênh lệch tốt nhất giữa trong phòng và ngoài trời là khoảng 5 đến 6 độ. Ví dụ như là nhiệt độ ngoài trời là 32 độ thì nên để nhiệt độ trong phòng làm mát là 26 đến 28 độ. Làm như vậy thì sẽ giúp cơ thể bạn thích ứng ngay được với nhiệt độ ngoài trời, và nếu như nhiệt độ chênh lệch quá lớn thì nó sẽ tạo thêm gánh nặng chịu đựng cho cơ thể, nhất là khi phải thường xuyên đi qua lại giữa hai vùng nhiệt như vậy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người, thậm chí có thể dẫn đến đột